Chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu một mẫu dao thái cực kỳ hot nhất trên thị trường hiện nay. Về cái cán này, cơ sở tôi làm bằng gỗ hương rất chi là chắc. Còn về cái khâu này, cơ sở tôi làm bằng khâu đồng. Đấy, không bao giờ biết han gì. Cái cán này không bao giờ biết mục mại cả. Đây, tôi cận cánh lại gần cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái cán nó rất chi là chắc chắn cái cán. Về cái khâu thì cơ sở tôi làm bằng khâu đồng, rất chi là chắc, không bao giờ biết han gì. Cái cán thì cơ sở tôi làm bằng gỗ hương rất chi là chắc. Đấy. Còn về cái chất liệu con dao này, cơ sở tôi làm bằng nhíp xe ô tô. Còn về cái trọng lượng con dao này, cơ sở tôi làm là 3,5 lạng, dùng để thái. Đấy, rất chi là tiện lợi. Về cái mẫu dao quá chi là đẹp, còn về cái chất lượng thì quá ok. Về cái chất lượng thì tốt đến tận cùng con dao luôn. Đây, tôi cận cánh lại gần cho các bạn xem. Đấy, mẫu dao rất chi là đẹp. Còn về cái chất lượng thì các bạn dùng cứ yên tâm, tốt đến tận cùng con dao luôn. Các bạn mua dao hãy gọi Zalo tôi. Zalo tôi để như phần giới thiệu video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất chi là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, từ dao thái cho đến dao chặt, các loại dao, dao phục vụ nhà bếp cho đến dao đi rừng. Các bạn nhớ chia sẻ video cho bạn bè biết những cái chất lượng, cái sản phẩm của cơ sở chúng tôi nha. Đấy, cái mẫu dao rất chi là đẹp. Như con dao này, cơ sở chúng tôi về cái trọng lượng con dao này là 3,5 lạng, dùng để băm và thái. Về cái chất liệu con dao này, cơ sở tôi làm bằng nhíp xe ô tô, nhíp của Nga ngày xưa, tốt đến tận cùng con dao luôn. Còn về cái cán này, cơ sở tôi làm bằng gỗ hương rất chi là chắc, không bao giờ biết mục mại. Về cái khâu thì cơ sở tôi làm bằng khâu đồng, không bao giờ biết han gì, con dao quá chi là chắc chắn. Về cái chất lượng con dao thì tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Về cái mẫu mã dao thì quá chi là đẹp. Các bạn mua dao hãy gọi Zalo tôi. Zalo tôi để như phần giới thiệu video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất chi là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, từ dao thái đến dao chặt, từ dao phục vụ nhà bếp cho đến dao đi rừng. Các bạn nhớ chia sẻ video cho bạn bè biết những cái chất lượng, cái sản phẩm của cơ sở tôi nha. Mẫu dao quá chi đẹp. Về cái chất liệu con dao này, cơ sở tôi làm bằng nhíp xe ô tô, nhíp của Nga ngày xưa đấy. Tốt đến tận cùng con dao luôn. Các bạn mua dao hãy gọi Zalo tôi. Zalo tôi để như phần giới thiệu video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất chi là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, từ dao thái cho đến dao chặt, từ dao phục vụ nhà bếp cho đến dao đi rừng. Mẫu mã thì đa dạng, phong phú, chất lượng thì rất tuyệt vời, tốt đến tận cùng con dao luôn. Về những cái chất lượng con dao, cơ sở tôi làm đổ dồn từng cái tâm huyết đến từng con dao, từng sản phẩm để phục vụ khách hàng. Đấy, cái mẫu dao quá chi là đẹp.
Bây giờ tôi sẽ đo cụ thể cái chiều dài và cái bán to cho các bạn xem nhé. Về cái chiều dài của con dao này là 27 phân. Đấy. Còn về cái bán to con dao này là 7 phân. Con dao quá chi là tuyệt vời. Rất đẹp, rất đẹp. Về cái cán này quá chi là chắc chắn. Về cái cán này cơ sở tôi làm bằng gỗ hương, còn về cái khâu này cơ sở tôi làm bằng khâu đồng. Cái cán thì các bạn dùng thì không bao giờ vết mục mài, cái khâu này cơ sở tôi làm bằng khâu đồng. Đấy. Rất chi là chắc. Không bao giờ vết han gì. Các bạn mua dao hãy gọi Zalo tôi, Zalo tôi để như phần giới thiệu của video, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất chi là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, rất đa dạng, rất phong phú, từ dao chặt cho đến dao thái, từ dao phục vụ nhà bếp cho đến dao đi rừng. Về cái chất liệu con dao này, cơ sở chúng tôi làm bằng nhíp xe ô tô, nhíp của Nga ngày xưa. Đấy, rất chỉ là tốt, rất tuyệt vời. Về cái chất lượng thì các bạn cứ yên tâm, cơ sở tôi dồn tâm huyết về vào những sản phẩm. Đấy, rất chi là chắc chắn. Quá chi là đẹp. Các bạn mua dao hãy gọi Zalo tôi, Zalo tôi để như phần giới thiệu video, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất chi là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, từ dao thái đến dao đi rừng, từ dao phục vụ nhà bếp. Các loại dao cơ sở của tôi sản xuất rất chi là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, rất đa dạng, rất phong phú. Các bạn nhớ chia sẻ video cho bạn bè biết những cái chất lượng cái sản phẩm của cơ sở của tôi nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.